Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, nhiều người biết đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tú Châu là một dịch giả, một nhà nghiên cứu văn học cổ, trung đại Việt Nam, văn học Trung Quốc. Nhưng cũng có người còn chưa biết bà còn là một nhà văn, tác giả của một số truyện ngắn và tản văn. Trong chuyên mục đọc sách cùng bạn hôm nay, cùng bạn đọc sách trân trọng giới thiệu tản văn Cúc Hoa của Phạm Tú Châu. Tác phẩm đã được in trong cuốn Tự sự giữa đôi dòng do nhà xuất bản Văn học Ấn hành năm 2018. Xin mời các bạn lắng nghe. Trong tình yêu dành cho hoa, tôi có một khoảng riêng dành cho Cúc. Không biết tình yêu ấy nảy sinh từ khi nào. Có lẽ từ chị gái hiền lành, vụng về yêu em, tên đầy đủ là Cúc Anh, nhưng ở nhà chỉ gọi gọn là Cúc Trăng. Có lẽ vì cha tôi yêu hoa cúc, thường kể chuyện về cha mình rằng có chén rượu nhâm nhi thì ông nội tôi là cụ Tú lại ngâm nga hai câu thơ của Nguyên Chẩn đời Đường: bất thị hoa trung thiên ái cúc, thử hoa khai tận cánh vô hoa. Rồi cao giọng dịch nôm: nào phải tình riêng thiên vị cúc, hoa này nở hết chẳng còn hoa. Có lẽ vì chồng tôi là con nhà nho, rất thích trồng hoa và có tài trồng cúc đại đoá. Chỉ còn vẹn vài chỗ đất khuôn trong chục viên gạch xếp trồng mà vàng óng cả một góc sân thượng giữa mùa đông trăng. Có lẽ vì sau khi được các thầy giáo uyên thâm truyền dạy cho số vốn hắn học, đủ để lĩnh hội hết tình ý trong câu thơ của Tô Thức: hà tận vĩ vô kình vũ cái, cúc tàn do hữu ngạo xương chi. Xen hết che mưa không còn lọng, cúc tàn cành vẫn ngạo xương đông. Hoa cúc chịu đựng được xương xa gió lạnh, mùa thu ở Trung Quốc, mùa đông ở nước ta. Khi cây lá úa vàng, hoa cỏ tàn tạ, thì cúc vẫn mơn mởn, xinh đẹp lạ thường, chẳng khác gì vẻ đẹp tươi tắn dịu dàng, kín đáo của người thiếu nữ. Bóng hồng nhắc thấy nẻo xa, xuân lan thu cúc mặn mà cả hai. Cúc thơm thoang thoảng mà hương sắc bền lâu, vì vậy cúc tượng trưng cho tuổi thọ, ý chí kiên cường, tình yêu trung thủy, ưa thanh đạm, khiêm tốn, cao cả, không bon chen với đời, không cần người để ý. Ngày trước, người ta ưa trồng cúc, ngắm cúc, tặng cúc, thường nhằm bày tỏ ý chí và lời chúc mừng theo những biểu tượng trên. Đấy là chưa kể, cúc còn là vị thuốc dân dã mà quý, có tác dụng giải nhiệt, tán phong, trừ tà, minh mục. Lời hẹn có thể đơn sai, nhưng lời hẹn với cúc thì thiêng liêng lắm, không thể thất hứa. Truyền rằng đời xưa có nho sinh Phạm Cự Khanh lên kinh đi thi, nào ngờ đến kinh thì ốm nặng, may nhờ một nho sinh cũng lên kinh ứng thí là Trương Nguyên Bá, hết lòng lo thuốc thang cứu chữa nên thoát chết. Nhưng cả hai lỡ mất ngày thi. Hai người không hề oán trách buồn bã, trái lại vui mừng vì trong lúc tính mạng lâm nguy đã tìm được bạn tri kỷ. Họ hẹn nhau đến Tết Trùng Dương năm sau cùng nâng chén ngắm cúc. Năm sau, đến ngày 9 tháng 9, cúc tự tay trồng đã nhuộm vàng cả một vườn hoa. Nguyên Bá đợi đến gần nửa đêm không thấy bạn đến. Ai cũng bảo Cự Khanh quên lời hẹn rồi, nhưng Nguyên Bá vẫn đợi. Quả nhiên, đúng nửa đêm thì Cự Khanh đến. Đôi bạn đối ẩm hàn huyên cực kỳ tương đắc. Nguyên Bá đâu có biết vì bận buôn bán, Cự Khanh đã quên khuấy. Đến lúc sực nhớ ra, thấy không thể vượt hàng ngàn dặm bằng thuyền xe thông thường để có mặt đúng hẹn. Cự Khanh đã tự biến mình thành ma, ngắm cúc đối ẩm với Nguyên Bá chỉ là hồn chàng mà thôi. Các nhà thơ nước ta đời trước lấy cúc làm tên hiệu và nhắc nhiều đến cúc, song phần lớn đều mượn cúc để bày tỏ ý chí và tình cảm. Nhà thơ Nguyễn Văn Lý, sinh năm 1795, mất năm 1868, trong bài thơ chúc thọ anh là Cúc Hiên có câu: thông rừng cúc dậu chưa xa cách, tỏ ý khen anh vẫn giữ được khí tiết cứng cỏi thanh cao. Trong bài thơ thuật nỗi lòng mùa đông năm Mậu Ngọ có câu: cúc gầy tháng 9 sương cùng gió, ý nói bản thân liêm khiết thanh cao như cúc, nhưng tuổi đã cao, sức đã yếu mất rồi. Xuân Quỳnh hẳn đã đọc thơ cổ, nên trong bài Hoa Cúc, chị đã mượn màu vàng rực rỡ bền lâu của cúc để bày tỏ tình yêu bền chặt của mình. Có thay đổi gì không
cái màu hoa ấy. Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu. Thời gian đi màu hoa cũ về đâu, nay trở lại vẫn còn như mới mẻ. Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế, chỉ em là đã khác với em xưa. Nắng nhạt vàng ngày đã quá trưa, nào đâu những biển chờ nơi cuối đất. Bao ngày tháng đi về trên mái tóc, chỉ em là đã khác với em thôi. Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi, thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy. Gương mặt ấy, lời yêu thủa ấy, màu hoa vẫn cháy ở trong em. Lời thơ tha thiết muốn nói, dù thời gian trôi qua, tuổi đã quá trưa, tóc đã chảy gió, nhưng tình yêu chân thành, thầm lặng, giản dị của chị vẫn thắm thiết như thủa ban đầu gặp gỡ, vẫn tươi tắn mới mẻ, vẫn sôi nổi đắm đuối, thậm chí óng rực đến cháy lên trong chị. Vàng là màu sắc đầu tiên ở hoa cúc, màu hoa vàng đượm cho đến lúc tàn, tượng trưng cho tình yêu chung thủy, bền chặt cho đến lúc từ giã cõi đời. Nhiều hoa khác như hoa hồng cũng tượng trưng cho tình yêu, nhưng tượng trưng cho tình yêu bền chặt, mãi mãi không thay đổi thì chỉ có hoa cúc. Hoa cúc hợp với cảnh cao nhã, bình lặng, thanh khiết, giản dị, thuần hậu, không thích hợp với cảnh ồn ào, náo nhiệt, pha tạp, bon chen. Ngày nay, thời thế và cách sống, quan niệm sống đã đổi thay. Không mấy ai còn mừng thọ bằng cúc vàng để tỏ ý chúc sống lâu. Không ai còn tặng người yêu bằng cúc vàng để tỏ lời yêu chân tình, tuy thong thoảng mà lại thâm lâu. Ngày Tết, không mấy ai còn mang cúc vàng đến tặng để tỏ ý chúc tốt lành vui vẻ. Người ta chuộng những loài hoa ngoại có sắc màu trái lọi, có hương thơm nồng nàn nức mũi. Cúc vàng chỉ thu hẹp trong phạm vi hoa cúng ngày rằm, mồng 1, tả mộ cuối năm hoặc tiết thanh minh. Nhưng nếu chúng ta lắng nghe tiếng nói của hoa, hiểu được ý nghĩa tượng trưng truyền thống của cúc, thì chúng ta sẽ hiểu hết được những ý thơ về cúc và không ngần ngại tặng cúc trong ngày Tết, trong ngày tình yêu và cho người mình yêu.